Không gian vườn nhà mình rộng rãi này thì mua cái này hợp lý quá. Chú xem nhiều video thì không biết là chú đã biết cách sử dụng cái loa chưa? Chú Luân chắc là mua cái loa để về cho bà hát đấy. Bà có biết hát đâu. Đã bảo nhà bà khuôn viên đất đai rộng mà thoáng quá. Các bà như này cứ phải sống đến 9 năm đến 100. Bà đi hát mãi từ năm 14 tuổi cơ. Đấy bà kêu bà không biết hát cơ. Thế thì bà hát tặng cháu một bài nhá. Trước kia đúng rồi, đồ rời cứ lắp cứ ghép với thằng này chuột bỏ thôi. Như này nó tiện hơn chú nhỉ, nó vừa là gọn đỡ phải dây dợ lằng nhằng này, thứ hai là mình đúng rồi di chuyển được. Thế là chú Luân đã dùng qua những cái dòng loa đồ kia. À đây chú đã từng chơi âm ly với loa rời chuột đấy. Kìa chú có cả đàn guitar kìa. Dây là mic dây vẫn cắm được bình thường đúng không? Đúng rồi, mic dây chú cắm vào đây được 2 cái. Đấy, còn mic không dây được có 2 cái đi kèm theo loa rồi. Con này nó có tính năng trùng hú chú nhá. Đây này, FBX này là trùng hú này. Bên đây đang tắt. Đúng rồi, mình bấm vào cái nữa thụt vào này là bật trùng hú. Trùng hú nghĩa là nó hạn chế hú, chứ còn mình dí gần thì nó vẫn hú bình thường. Đây là vang nhại. Vang nhại. Đây là to nhỏ của mic, đây là to nhỏ của nhạc. Còn bên dưới của nó là 2 cái chỉnh âm thanh của hai bên. Thì mình cứ để ở giữa. Còn những cái này là mình chỉnh chuyên sâu. Bass chest, echo, delay cái thứ thì mình chỉnh ở đây. Chú hát bài gì cho chú test được bài. Không gian đẹp mà lại loa hay mà lại không hát thì ý quá. Mua loa để hát tôi vậy hỏi chú hát bài gì thế này khó quá. Hát phải đeo kính. Không, vào phòng thi nó có tài liệu mà. Giờ nó thoải mái. Giám thị cho phép dùng tài liệu. Sau đợt này mua loa là sẽ hát thường xuyên chú ạ. Ê chú ơi, khi dùng mic xong thì mình phải tắt đi không là nó sẽ hú. Tớ mày đi có loa thì hát thường xuyên nó sẽ hay hơn. Cụ không thích ngoài lắm. À. Thế thì thích thì làm bài em ơi. Triển khai. Chốt luôn đây này. Đi. Chốt đơn luôn. Thoải mái đi. Được đấy em ơi, ca khúc của 8X với 9X mà 10X thể hiện rất là hay. Hỏi thật, 100% có hay trốn bố đi hát karaoke tay vị không? Em tôi khai thật đi cơ. Tiếp em ơi, tiếp. Anh khai nghe thật đi. Em hát anh kết rồi đấy. Cứ chỉnh cho chú cho chuẩn rồi nhé. Vâng, cho chỉnh chuẩn luôn. Chuẩn không cần chỉnh luôn cho chú luôn. Không cho ai mó, sờ mó là người nữa. Không phận sự miễn sờ. Mó cái gì thì được, nhưng mó vào loa là không được. Còn chi nữa sao lòng ta cứ mãi vương vấn khi trời mưa mà thương như niềm thương nhớ vẫn chưa phai mờ. Đoạn đường ngày xưa anh mang chung bước đi về. Đoạn đường hôm nay riêng mình anh lấy gót đi trên. Cháu ở Hà Nội ạ. Không, ở đây mới sướng. Ở đây riêng cái khoản rộng rãi, không khí mát mẻ trong lành là quá sướng hơn so với Hà Nội rồi. Ở đây thì được cái là có thể là nếu như phải nói dịch vụ thứ ấy, thì nó có thể là nó sẽ kém hơn ngoài Hà Nội. Thế nhưng mà ở đây thì không phải mua sức khỏe. Ở ngoài kia cứ vất vả đi làm nó đoạn mua sức khỏe đấy. Nên các bà ở đây cứ tầm độ 70-80 có khi vẫn còn nhảy nhón inh ỏi đấy chứ. Cháu cảm ơn chú nhá. Cảm ơn nhá. Vâng ạ. Chào chú ạ. Thế chào bà ạ. Tình lỡ chờ em trong xót xa, thao thức vì em xót đêm lạnh lâu. Đêm đông thành phố mưa bay, khuya nay em đã đi rồi. Trong
nhìn nhau tình đời ngang trái.